Xin kính chào quý vị khán giả trên kênh VTV thân mến. Xin mời các bạn chúng ta cùng đến với sân bóng số 1 Trần Thủ Độ để theo dõi giải bóng đá VTV Cup năm 2024. Trên màn hình chúng ta đó là hai đội, đó là FC Kim Sơn đối đầu với FC Eagle Luxury. Đây là vòng đấu thứ hai ở bảng B. Xin lỗi quý vị, đây là hai đội làm ở bảng C. Và ở vòng đấu thứ nhất thì FC Kim Sơn có trận hòa trước FC Việt Trường Thành với tỷ số là 1-1. Còn FC Eagle Luxury đã để thua 0-2 trước FC Bóng Dâm. Đây là một trận đấu cực kỳ quan trọng của FC Eagle Luxury. Trong trận đấu thứ nhất này thì FC Kim Sơn với chiếc màu áo xanh của mình sẽ bảo vệ phía tay trái mình các bạn. Và hiệp một chuẩn bị được bắt đầu. Trọng tài đánh nhắc hai cầu gôn của hai đội. Và nhưng mà hiệp một đã được bắt đầu. Để tiện cho quý vị theo dõi, mình xin giới thiệu đội sân của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Bên phía FC Kim Sơn, họ ra sân với thủ môn mang áo số 15 Phạm Thanh Hùng, với các cầu thủ số 12 Đào Huy Thắng, số 1 Đỗ Văn Hội, số 10 Nguyễn Trung Bá, số 7 Dương Quốc Phong, với đội trưởng số 4 Nghiêm Văn Minh và cầu thủ số 19 Trần Phạm Cao Cường. Đó là ra sân của FC Kim Sơn. Còn bên phía FC Eagle Luxury, họ ra sân với thủ môn mang áo số 2 Đàn, với các cầu thủ số 6 Nguyễn Quang Hữu, số 7 Nguyễn Quang Hòa, số 17 Nguyễn Văn Thọ, số 18 Trần Đình Tuấn và đội trưởng số 21 Trần Đình Nam và số 88 Phạm Trọng Tú. Đó đội ra sân của hai đội ra sân trong trận đấu ngày hôm nay, một vòng thứ hai của giải đấu. Vòng đấu mà cả hai đội chắc chắn rất quyết tâm. FC Eagle Luxury đã để thua vòng đấu đầu tiên, vòng đấu mở màn của giải đấu, và họ phải quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay để họ có nỗi hy vọng đi tiếp ở bảng C. Cũng trở về với Phạm Thanh Hùng. Đây là cầu thủ số 4 Nghiêm Văn Minh. Không được, rất đáng tiếc dành cho FC Kim Sơn. Phản công cho FC Eagle Luxury. Coi không được, một pha bóng rất đáng chú ý của các đội áo trắng. Một cơ hội đầu tiên mà các đội FC Eagle Luxury tạo ra. Nghiêm Xuân Minh, Phạm Thanh Hùng. Và cắt bóng rất là hay của các đội bên phía FC Eagle Luxury. Một quả đá biên dành cho các đội áo trắng. Đá biên dành cho các đội bên phía FC Eagle Luxury. Cả đội trắng đang rất quyết tâm và họ đang ép sân, đang đẩy cái đội Kim Sơn về phía sân nhà của mình.
cần phải phá bóng thật nhanh lên phía trên, và bóng rất lưng lờ và rất nguy hiểm. Tiếng còi trọng tài cũng đã vang lên. Quả đá phạt dành cho các thủ Eagle Luxury. Một đường tạt bóng lại không cho ai cả, rất đáng tiếc. Đường tạt bóng vừa rồi đó là của Nguyễn Văn Thọ. Phong Anh Hùng đường truyền lên rất đáng tiếc của Văn Anh Hùng. Đây là câu trả lời của SC của Eagle Luxury. Kinh không vào. Cộng điểm thứ hai mà các thủ Eagle Luxury tạo ra. Mảnh lưới của Văn Anh Hùng vẫn chưa rung lên. Phong Thanh Hùng, Nguyễn Văn Minh, một quả đá biên dành cho các cầu thủ bên phía SC Kim Sơn. Rất nguy hiểm, coi rất nguy hiểm, không vào. Vừa rồi là va chạm đầu, vừa rồi là của Phan Trọng Tú. Phạm Thanh Hùng Đào Huy Thắng. Một đường chính xác của Đào Huy Thắng lên phía trên. Rất hay, cơ hội, không vào. Bóng vừa rồi vào đúng con rồng không thành của các đội bên phía Eagle Luxury. Người vừa có cơ vừa rồi đó là Trần Phạm Cao Cường. Rất đáng thương dành cho cầu thủ số 19 bên phía Kim Sơn. Một vào đối mặt với thủ môn và anh lại đi xuất điểm vào đúng con rồng. Chúng ta nhìn thấy được thể hình của các thủ Kim Sơn vượt trội hơn. Dứt điểm không vào. Một pha xoay người dứt điểm hơi đáng tiếc là đi không trúng đích của cầu thủ số 7 bên phía Kim Sơn, đó là Dương Quốc Phong không vào. Phạt góc dành cho các thủ bên phía FC Kim Sơn. Kim Sơn đang ép sân. Người đang đứng trước quả chấm phạt góc đó là cầu thủ số 7 Dương Quốc Phong. Quốc Phong không được. Đá biên dành cho Eagle Luxury. Phá Trọng Tú vào quyết định tầm cao của Kim Sơn nhưng một rồi là không thành công. Tiếng còi trọng tài vang lên và một quả đá phạt dành cho cầu thủ bên phía SC Kim Sơn. Đây là một cơ hội dành cho các đội Kim Sơn. Quốc Phong, vẫn là Quốc Phong, rất hay, rất nguy hiểm, không vào.
bóng cắt ngang không đành của thủ môn Đàn. Đã có những va chạm vào trên sân và tổng cờ trọng tài không vang lên. Và cuối cùng thì trọng tài cũng đã vang lên rồi. Và như vậy thì các cầu thủ bên phía Eagle Luxury họ đã trải lại bóng cho Kim Sơn. Phan Thanh Hùng. Đây là một cơ hội dành cho Eagle Luxury. Phan Cao Tú. Đây là Phan Trọng Tú. Vẫn là Phan Trọng Tú. Vẫn là cầu thủ số 88. Không được, vẫn còn rất nguy hiểm cơ mà. Một và tài hữu xung đột của Phan Trọng Tú nó giúp cho các đội về Eagle lúc sau đi họ có một cơ hội nguy hiểm về khung thành của Phan Anh Hùng. Nhưng rất đáng tiếc là cú dứt điểm lại đi không trúng đích. Phan Anh Hùng. Đào Huy Thắng, Nguyễn Xuân Hùng. Đây là Phan Anh Hùng. Nghiêm Văn Minh. Nghiêm Văn Minh. Đường chuyền dành cho Cao Phong đã bị bắt bài rồi. Câu trả lời của Eagle Luxury. Trọng Tú. Đường trả về dành cho thủ môn Đàn. Đường chuyền lên lại không cho ai cả. Ôi đáng tiếc. Đèn có trọng tài đã vang lên và một quả đá phạt dành cho cầu thủ bên phía Eagle Luxury. Văn Thọ. Đình Tuấn. Vẫn là Đình Tuấn, vẫn là Đình Tuấn không vào. Góc vượt góc dành cho Eagle Luxury với cú dứt điểm vừa rồi của Đình Tuấn. Phan Anh Hùng đã phải trổ tài. Một cơ hội dành cho Eagle Luxury. Không được. Vẫn chưa là một cầu bỏ vào trong, vẫn chưa chính xác của bên các cầu thủ bên phía Eagle Luxury. Phan Anh Hùng. Không được. Vừa rồi là và đỡ bóng một không thành công. Vừa rồi là của Quốc Phòng. Phan Anh Hùng.
anh ơi. Các đội PV Eagle lúc sau đi họ vẫn bài rất tốt, không vào. Đó là vào dứt điểm ngay. Có cầu thủ số 17 bên phía Eagle lúc sau đi. Cao Cường. Vẫn là Cao Cường, rất hay. Thanh Hùng. Cao Cường. Đường chuyền về của Huy Thắng. Và xử lý hơi rầm rà vừa rồi là của Quốc Phòng. Khả năng áp sát của các đội VB Eagle lúc sau đi là rất tốt. Đàn. Và xử lý hơi vội của Đàn nhưng rất may. Trong tình huống vừa rồi thì Trọng Tú đã cắt đội bóng thành công. Tỷ số đang là không đều giữa Kim Sơn và Eagle Luxury. Một trận cực kỳ là ngang tay ngang sức. Không có gì xảy ra cả. Và chỉ có một quả đá phạt góc thôi cho Kim Sơn. Và người đã đứng trước chấm đá phạt góc đó là Cao Cường. Dứt điểm không ạ? Rất nhanh. Và đá bồi vừa rồi là của Trung Bá. Đường trả về cho Thanh Hùng. Văn Hội. Thanh Hùng. Đây là Quốc Phong rất hay. Ôi, không vào. Một hai rất hay. Và người xuất sắc trong tình huống vừa rồi đó là thủ môn bên phía Eagle Luxury. Đường trả về cho Văn Hội. Nhưng mà đá phạt rất dễ của Kim Sơn. Quả đá bóng rất hay của Trọng Tú. Vẫn là Trọng Tú. Không được. Đây là Quốc Phong. Cơ ơi. Dứt điểm. Không được. Dứt điểm. Không vào. Vẫn chưa vào. Thật sự là đang tiếp với tình huống vừa rồi. Người có cầu rõ ràng nhất đó là Văn Thọ, cầu mang áo số 17. Một quả đá phạt dành cho Eagle Luxury. Và vừa rồi một tấm thẻ vàng dành cho cầu thủ số 11 Đỗ Văn Hội. Vì là đường trước bóng lúc này đó cầu thủ số 17 rất nguy hiểm. Đó là pha sút thẳng ngay của Văn Thọ. Văn Minh. Người đội trưởng của Kim Sơn. Thanh Hùng. Một pha ra vào hợp lý của Đàn. Cầu thủ Kim Sơn hãy nhớ rằng đang có một cầu thủ của mình và nhận tấm thẻ vàng của cầu thủ số 11 là Đỗ Văn Hội. Ăn kênh phải chơi cẩn trọng hơn ở những phút tiếp theo của trận đấu. Đây là một trận đấu rất căng thẳng. Ơi. Vẫn còn. Phản công dành cho Kim Sơn. Một đường phản công nhanh. Quốc Phòng. Đi bóng rất hay. Không được. Vẫn là Kim Sơn. Cuối cùng thì anh phải đã bị phạm lỗi rồi.
Một pha bóng mà Quốc Phong đã thể hiện được sức mạnh, sức đè của mình. Anh quá khỏe à? Mới một bộ răng rất đậm của mình thì Quốc Phong đã giúp cho đội mình kiếm về một quả đá phạt. Đây là một góc sút mà thuận chân phải hơn, rất có thể là một pha bóng mà sẽ đẩy ra tuyến hai dứt điểm. Thay vì cầu bóng vào trong, chúng ta đang nhìn thấy được rất nhiều những cầu thủ ở tuyến hai. Dứt điểm ngay, không vào. Đúng là như vậy, rất nguy hiểm, không vào. Đó là một pha bóng mà Cao Cường đã có hai cơ hội. Nhưng mà nhổ ra tuyến hai dứt điểm, đấu là một bài rất cơ bản ở bóng đá sân 7. Vô lưới ơi! Phản công dành cho Eagle Luxor đi! Kịp không? Vẫn còn! Văn Hội không được. Một trận đấu mà chúng ta bỏ ra những tình huống mong lối thì chúng ta đang thấy được tính chất chuyên môn rất cao. Cấp, đó là Quốc Phong, rất nguy hiểm, không vào. Thật sự Quốc Phong đang là một nhân tố cực kỳ khó chịu. Anh đang có một bóng dáng vô cùng là đậm và khiến cho các hậu vệ của đối phương rất khó để ngăn cản anh. Đang đứng trước bóng lúc này là Cao Cường. Cao Cường cùng với Đình Thắng. Cao Cường cùng với Huy Thắng. Huy Thắng! Không có gì cả, bóng không để vượt qua được hàng rào. Một hiệp một mà chúng ta nhìn thấy được các cầu thủ cả hai đội đánh chơi miếng chạm miếng nhau rất tốt, rất nguy hiểm. Nhưng mà xử lý như vừa rồi là vô cùng nguy hiểm, nhưng không có gì cả. Phản công cho Eagle Luxor đi. Vẫn thọ rất hay. Cơi! Cơi! Không vào! Một vào xử lý quá hay của Văn Thọ. Anh xử lý một hiệp vượt qua người. Sau đó anh đi vào dốc biên và sau đó là một quả bóng mà Văn Thọ không để dứt điểm thành công cho tình huống vừa rồi. Nhưng anh đã mang về một quả đá phạt góc dành cho Eagle Luxury. Đầu trận đến giờ thì các thủ Eagle Luxury họ có rất nhiều quả phạt góc nhưng rất tiếc là những đường tạt bóng vào trong lại không chính xác. Đếm một là Quốc Phòng. Vẫn là Quốc Phòng. Quá hay. Vẫn là Quốc Phòng. Cơi! Cơi! Một không dành cho các cầu thủ bên phía SC Kimson. Một pha bóng mà phối hợp với nhau quá hay. Cuối cùng mà thắng đã đến với SC Kimson với ghi bàn đó là Đặng Huy Thắng, cầu thủ mang áo số 12. Một pha bóng như theo qua dây cấm của SC Kimson. Cuối cùng mà sức ép mà Kim Sơn tạo ra, cuối cùng họ đã chuyển hóa được một bàn thắng. Quá hay. Một trận đấu quá hay. Nhưng phút vừa qua thì thủ môn Thanh Hùng không phải làm việc có vất vả giống như người đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến. Một pha lên bóng của Eagle Luxor đi quá hay. Một pha cắt bóng ngay của Quốc Phòng. Các bạn đang theo dõi buổi trò trực tiếp
trận đấu ở vòng đấu thứ hai của giải bóng đá VFTV lần thứ tư năm 2024. Trận đấu giữa Kim Sơn và Eagle Luxury đang có tỷ số là 1-0 nghiêng về SC Kim Sơn. Không được, rất đáng tiếc, không để chạm bóng vào đầu. Một rồi là một bóng mà không để chạm đầu vào trái bóng, rất đáng tiếc dành cho Eagle Luxury. Một quả đá phạt góc dành cho Eagle Luxury. Không được, bóng vẫn nằm trong cuộc. Rất hay. Phản công kịp không? Đàm đã băng ra kịp thời. Một cơ hội dành cho Kim Eagle Luxury, không được. Không có lỗi, cơ hội. Vẫn là Quang Phong, không vào. Một pha bóng mà Văn Hội đã có cơ hội để nâng tỷ số là 2-0 nhưng không thành công. Có một phút bù giờ ở hiệp đầu thứ nhất. 1-1 quá hay. Hiệp 1 có một phút bù giờ. Cơ hội không vào, vẫn không vào. Hoa nô thủ môn Thanh Ngông, anh đã cản phá liên tiếp hai cơ hội. Thủ môn Thanh Ngông đang bị đau. Bên phía Kim Sơn có sự tới đội người ở cuối hiệp 1. Mày làm xong, phải làm xong ăn xong rồi. Đánh đâu? Không được. Và như vậy đúng ngày thì quả kết thúc hiệp 1 đã vang lên. Kết thúc hiệp 1 tỷ số là 1-0 nghiêng về FC Kim Sơn trước Eagle Luxury. Chúng ta tạm nghỉ khoảng 5 đến 10 phút để bước vào hiệp đấu thứ hai.
Mời quý vị các bạn chúng ta cùng quay trở lại với sân số 1, sân bóng số 1 Trần Thủ Đô để tiếp tục hiệp đấu thứ hai giữa hai đội Kim Sơn và Eagle Luxury tại giải bóng đá VFTV Cup lần thứ tư năm 2024. Kết thúc một tỷ số đang là 1-0 nghiêng về SC Kim Sơn với bàn thắng mở tỷ số của cầu thủ số 12 Đào Huy Thắng. Ở trong hiệp đấu thứ hai này thì Kim Sơn họ đã có sự thay đổi người khi cầu thủ số 4 Nghiêm Văn Minh, người đội trưởng, rời sân. Người vào sân đó là cầu thủ mang áo số 3 Nguyễn Văn Nghĩa. Đây là Văn Nghĩa. Một vẩy mà rất hay của Văn Nghĩa. Một pha chè bóng rất hay vừa rồi là của Huy Thắng, người tác giả mở tỷ số trận đấu. Trung Bá, Thanh Hùng. Đầu tư nhất là thay của môn Thanh Hùng không phải làm việc quá vất vả giống như Đàm, người bên kia chiến tuyến. Đá biên dành cho Eagle Luxury. Ở đấu thứ hai này thì Kim Sơn sẽ bảo vệ phía tay phải mình các bạn. Quốc Phòng là một cầu thủ rất đậm người và anh đã lấy được sức mạnh của mình để tì đè những cầu thủ của thành nhỏ con của Eagle Luxury. Đá biên dành cho Kim Sơn. Thanh Hùng. Một đường truyền đi không chính xác, rất đáng tiếc. Đá biên dành cho Eagle Luxury. Đánh đâu không vào. Pha chạm đầu rồi là của Đinh Tuấn. Văn Nghĩa.
không được. Vẫn là Igor Luxury. Bóng vẫn còn. Đây là Trọng Tú. Quang Hòa. Đã có lỗi rồi. Quả đá phạt dành cho các đội bên phía Igor Losodi, người bị phản đối trong tình huống vừa rồi đó là Đình Tuấn. Một phía béo ngoan nữa mà các đội bên phía Kim Sơn đây phải được nhận. Hình như đó là cầu thủ số 7 Quốc Phòng. Một quả đá phạt dành cho các cầu thủ bên phía Igor Luxury. Nguy hiểm không bao. Vì Kim Sơn đã nhận được hai tấm thẻ vàng rồi. Văn Nghĩa. Có một con. Cơi, cơi. Không được. Dứt điểm ngay, không vào. Và vô lê bóng sông rất hay. Đá biên dành cho Kim Sơn. Đây là Huy Thắng. Không phải, đó là Quốc Phong. Nguy hiểm. Rất nguy hiểm không? Đó là bàn ra chết ngay. Này là có Huy Thắng. Vừa rồi Quang Hữu không để chạm đầu chân vào trái bóng trong tình huống vừa rồi. Thật sự đáng tiếc dành cho Igor Luxury. Hãy nhớ rằng họ để thua trận này thì đồng nghĩa là họ sẽ không có quyền đi tiếp nữa. Quốc Phong rất hay. Mặc dù anh có tình rất đậm nhưng khả năng xử lý bóng khéo léo là chúng ta cũng phải học hỏi. Quang Hòa. Đây là Quang Hòa. Cầu thủ số 7. Trọng Tú. Rất nguy hiểm. Tiếng còi trọng tài cũng đã vang lên. Đang có một cầu thủ Kim Sơn đang nắm sân. Ở ngoài sân thì FC Kim Sơn họ đang còn chuẩn bị có sự thay đổi người. Chúng ta tạm thời gián đoạn một chút khi đang có một cầu thủ Kim Sơn nằm sân. Đồng ý không vậy anh? Có được không? Và như vậy bên phía Kim Sơn, khi cầu thủ số 17 Chán Lê Hưng sẽ vào thay cho cầu thủ số 7 Quốc Phong.
thời ngày thứ hai của Kim Sơn. Văn Thọ đang làm, Văn Thọ và xử lý hết mọi việc của Văn Thọ. Bóng trả lại chân ngay của Kim Sơn. Văn Nghĩa và phá bóng ngay của Thanh Hùng, bóng hướng đến vị trí của Cao Cường. Nguy hiểm, có vào không? Có vào. Văn Thọ vẫn là Văn Thọ. Phá bóng mà Văn Hội đã áp sát ngay với Văn Thọ, nó khiến cho Văn Thọ không thể triển khai bóng lên phía trên. Các cầu thủ Kim Sơn họ đang chơi rất hay. Đấy là Trọng Tú, vẫn là Trọng Tú. Cầu thủ FC Eagle lúc sau đây họ đang rất khẩn trương. Đây là Quang Hòa, đánh đâu, vẫn là các cầu thủ FC Eagle lúc sau đây. Không được, lần tạt bóng vào trong lại đi hơi cao và hơi mạnh. Kịp không? Một đường chuyền của Thanh Hùng là hơi khó, vẫn cho Cao Cường. Lúc này thì Cao Cường là người chơi cao nhất hàng tấn công của Kim Sơn. Trọng Tú cơi không vào, người vừa rồi tạo ra một pha bóng rất nguy hiểm, đó là Quang Hòa. Một pha bóng mà xin cho đời mảnh lưới của Kim Sơn rung lên. Quả đá phạt góc dành cho các đội phía Eagle Luxury. Đánh đâu, vẫn chưa được, phản công nhanh dành cho Kim Sơn. Có ngay vào trong, không được. Các thủ Kim Sơn lúc này họ sẽ chọn phương án đó là phòng ngự chặt tấn công nhanh mỗi khi có định hướng. Tiếng còi trọng tài đã vang lên, đang có một cầu thủ trắng làm sân. Các bạn đã được theo dõi buổi tuần trực tiếp giữa Eagle Luxury và Kim Sơn, tỷ số đang là 1-0 tại giải bóng đá VFT lần thứ 4 năm 2024. Các bạn đang được xem vòng thứ hai. Đây là Trọng Tú, vẫn là Trọng Tú. Trọng Tú cần phải nhanh hơn, vẫn là Trọng Tú. Đường chuyền ngay dành cho số điểm ngay của đội số 18 rất nguy hiểm, vẫn không vào. Đó là Văn Thọ. Và dứt điểm vừa rồi là của Đình Tuấn. Không có lỗi của Igor, sorry, Trọng Tú. Vẫn là Trọng Tú. Vẫn là Trọng Tú. Bên phía Kim Sơn có sự thay đổi người khi cầu thủ số 19 Cao Cường rời sân. Người vào sân đó là cầu thủ số 22 Văn Thành.
Đỗ Văn Thành vào sân. Bên phía Eagle Luxury cũng chuẩn bị có sự thay đổi người. Những sự thay đổi người của Eagle Luxury sẽ mang lại những mảng miếng chiến thuật. Đây là một cơ hội. Đây rồi. 2-0 dành cho các đội SC Kim Sơn. Mới vừa tung tay người thôi. Chạm bóng đầu tiên thì cầu thủ số 22 Đỗ Văn Thành đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Vì Eagle Luxury cầu thủ số 25 Hồ Văn Hoàng vào sân. Và người ra sân đó là Quang Hòa, cầu thủ mang áo số 7. Đánh đầu. Không vào. Rất đáng tiếc dành cho Eagle Luxury. Cơ hội mà Eagle Luxury tạo ra là có, nhưng họ phải chất chiêu như gọi mình có được. Người vừa dứt điểm cho tình huống vừa rồi đó là Quang Hữu của đội mang áo số 6. Bên phía Eagle Luxury tiếp tục có chút thay đổi người nữa. Coi dứt điểm ngay không được. Trận đấu đang có tốc độ rất nhanh mà cai tạo ra. Bên phía Eagle Luxury cầu thủ số 19 Nguyễn Chính Nhật vào sân. Và người ra sân đó là người vừa có cậy nguy hiểm trong tình huống trước đó, đó là Quang Hữu. Tốc độ trận đấu đang đẩy lên rất nhanh mà Eagle Luxury tạo ra. 2-0 rồi. Eagle Luxury họ không có gì để mất nữa rồi. Những phút tiếp theo của hiệp đấu thứ hai là những phút giây mà họ phải bùng nổ lên, bùng cháy lên để có năng gỡ hòa. Ít nhất là như vậy. Nguy hiểm. Không có gì cả. Đàm. Văn Hoàng. Đình Tuấn. Thành Hùng. Và xử lý rất hay của Thành Hùng. Trong bọc trung bá. Đây là Huy Thắng. Coi. Đây rồi. Không vào. Vẫn chưa vào. Đang có một cầu thủ áo trắng làm sân. Ở điểm thứ hai này trận đấu gián đoạn khá nhiều. Trọng Tú. Và xử lý đảo tay đầu chân rất hay nhưng không thành công. Và xử lý an toàn. Văn Hoàng. Đây là Văn Hoàng. Nhưng cầu thủ mới vào sang thay người. Không được. Tiếng còi trọng tài đã vang lên. Lôi được về các thủ Kim Sơn. Văn Thọ. Đây là Văn Hoàng. Thanh Hùng. Văn Thọ. Trọng Tú. Không được. Đường chuyển hơi mạnh. Và băng đá lên là của cầu thủ mang áo số 17 bên phía Kim Sơn. Chán Lê Hưng. Đang là Văn Thọ. Không phải, đây là Trọng Tú.
không được. Câu trả lời là của Kim Sơn. Không vào. Pha bỏ lỡ vừa rồi là của Nguyễn Trung Bá, cầu thủ mang áo số 10. Xin chữ lớn tỷ số là 3-0 anh cho Kim Sơn. Thanh Hùng. Cơ hội trả Lê Hưng. 3-0. Một pha bóng mà xử lý rất hay. Và trải ngược và Huy Thắng đã lập được cú lốp rồi. Tỷ số là 3-0 dành cho các đội bên phía SC Kim Sơn. Và anh đã lập cú đúp bàn thắng và SC Sơn có thiết tại người và cầu thủ số 9. Thủ 9 đó là Ngô Hồng Thành sẽ vào thay cho cầu thủ số 13 bên phía Kim Sơn. Nghe vào thay đó là Văn Nghĩa. Văn Nghĩa vào thay thay ngay ở đấu thứ hai anh đã phải rời sân rồi. Huy Thắng vẫn có mặt ở trên sân. Dứt điểm ngay. Trả Lê Hưng. Tỷ số bây giờ là 3-0, cực kỳ an toàn rồi. Gần như chiến thắng đang thuộc về Kim Sơn. Với hai bàn thắng của Đào Huy Thắng, cùng với đó là cầu thủ số 22 Đỗ Văn Thành. Một quả đá phạt dành cho Eagle Luxury. Đây là cuộc đấu đầu ở bảng C của giải bóng đá VTV lần thứ 4 năm 2024. Đến 2 không vào. Một pha bóng mà đẩy ra cột 2. Trọng Tú dứt điểm ngay. Vẫn chưa thành công. Sau quan sát trên sân của tôi thì Quang Hòa đã trở lại sân cầu thủ mang áo số 7. Thanh Hùng. Và xử lý tay của Trọng Tú. Cơi. Và lần này là ra vào hay của Đàm. Trọng Tú rất nhanh. Vẫn là Trọng Tú. Vẫn là Trọng Tú. Không được. Bên phía ngoài sân thì Kim Sơn chuẩn bị có sự thay đổi người về vị trí thủ môn. Cơi. Cơi. Dứt điểm không vào. Trung Bá vẫn chưa có cơ duyên để ghi bàn. Và như vậy thủ môn cầu thủ mang áo số 15 Thanh Hùng là người rời sân. Người vào sân đó là Lê Kế Lộng. Thủ môn mang áo số 1. Dứt điểm ngay. Phần góc dành cho Kim Sơn. Khi tỷ số bây giờ là 3-0 thì Kim Sơn có thể thay đổi những con người quan trọng nhất để chuẩn bị cho vòng đấu thứ 3 ở tuần sau. Đây là Trọng Tú.
Trọng Tú đang là một ngôi sao ở bên phía Eagle Luxury chơi rất hay. Trung Bá, cầu thủ mang áo số 10 bên phía Kim Sơn vẫn chưa có duyên để ghi bàn. Bên phía ngoài sân thì Kim Sơn chuẩn bị thay đổi người với sự trở lại của cầu thủ số 7 Quốc Phong. Quốc Phong và thay cho cầu thủ mang áo số 17 Trán Lê Hưng. Một sự quay trở lại rất đáng chú ý của Quốc Phong. Trọng Tú. Trọng Tú là một ngôi sao rất hay của Eagle Luxury. Văn Hội. Xuất điểm ngay, rất nguy hiểm các bạn. Một pha tử tài của thủ môn mang áo số 1 của Kim Sơn mới vào sân hai người. Và tử tài với lên với kế lộng. Những con người của Kim Sơn hiện tại ở trên sân vào thời điểm này vẫn có thể ghi thêm một bàn nữa. Điều mà chúng ta mong chờ liệu Igor Luxury họ có bàn thắng dù ngắn tỷ số hay không. Thời gian trận đấu không còn nhiều nữa, còn khoảng hơn một phút nữa thì trận đấu kết thúc. Kết quả mà Kim Sơn đã không bị mắc phải giống như vòng thứ nhất là bị gỡ hòa nữa rồi. Khi tỷ số bây giờ là 3-0. Nguy hiểm. Và như vậy thì tỷ số đã là 4-0 dành cho SC Kim Sơn. Và dứt điểm rất hay ở góc hẹp. Và người ghi bàn trong góc hẹp trong tình huống vừa rồi đó là Đỗ Văn Hội, cầu thủ mang áo số 11. Và ghi bàn rất bất ngờ của Đỗ Văn Hội, cầu thủ mang áo số 11. Thời gian trận mà trọng tài sẽ bù giờ đấu thứ hai này đó là 2 phút bù giờ. Liệu 2 phút bù giờ này mà Igor Luxury họ có thể có bàn thắng rút ngắn tỷ số hay không? Một sự thay đổi mà mặt chiến thuật của Kim Sơn. Coi! Một pha dứt điểm đó là của Thanh Hùng. Khi bây giờ anh vừa chơi ở vị trí thủ môn đã đẩy lên vị trí tấn công của Kim Sơn rất hay. Chúng ta hãy nhìn thấy cầu thủ số 20 Thanh Hùng. Cơi không bao. Hoàn hồ kế lộng. Vẫn còn. Cơi đây rồi. Làm không chăng. Cơi không bao. Thật sự đáng tiếc dành cho Văn Thành cho mình uống vừa rồi. Xin chia tỷ số là 5-0. Phần góc dành cho Kim Sơn. Câu trả lời của Eagle Luxury. Rất khó. Bóng đã làm tắt tay thủ môn kế lộng. Trọng tài đã nhìn đồng hồ rồi. Một trận cầu rất nhiều bàn thắng được ghi. Văn Hội, vẫn là Văn Hội.
Văn Huy. Đó là Huy Thắng. Rất hay, rất ngẫu hứng, rất ngẫu hứng. Đá biên dành cho Kim Sơn. Đội Kim Sơn vẫn rất quyết tâm để cầu Eagle Luxury rất quyết tâm để có bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay, nhưng thật khó khăn với họ. Rất hay, đó là Thanh Hùng. Vẫn là Thanh Hùng, vẫn là Thanh Hùng. Dứt điểm đi Thanh Hùng. Cơ hội dứt điểm không vào. Trọng Tú, chống đòi Trọng Tú. Trọng Tú dứt lại ngay không vào. Vào đúng lúc này T sẽ coi kết thúc trận đấu đã vang lên. Kết thúc trận đấu tỷ số là 4-0 nghiêng về sẽ Kim Sơn trước Eagle Luxury. Xin chúc mừng các cầu thủ Kim Sơn một lần nữa và xin chia buồn với Eagle Luxury. Đến đây là trận đấu giữa Kim Sơn và Eagle Luxury ở vòng đấu thứ hai bảng C sẽ là kết thúc đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo.